Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. Và lần này thì chuẩn bị đến event 8 tháng 3 thì Khải cũng chuẩn bị ít bộ event hôm qua em kia anh em cứ bảo anh đi mà thực sự là Khải gom một lần đủ ăn luôn em ơi. Đây Khải cho anh em xem sơ cái mùa event này như thế nào nha. Rồi chúng ta của anh event em ơi. Đâu rồi, lộn server đây. Đây là một event mới nha em ơi, event mới nha em. Đâu rồi, đây. Đâu rồi, ôi sao nó dính vào đây chứ. Đây anh em. Rồi Khải kéo là cái dòng này, website á. Cho anh em xem mỗi event như thế nào rồi cánh event này có coi thử xem lợi hay lỗ nè. Mùa này thì event show là 11 kim, nếu anh nhanh là tốn 14 kim. Còn event tiền vạn là tốn 5k vạn dưới 150k điểm tốn kim cho năm. Thì 5k vạn nó tốn khoảng tầm 8 đến 10 kim là anh lần này hết 21-22 kim nè. Đây, đó là event tiền vạn nè. Event tiền vạn thì được 5 tỷ kinh nghiệm á. Tính ra là anh 1.000 cái mà một cái là 5 triệu nè nè. Là 1.000 cái được 5 tỷ. 5 tỷ thì cái này chủ yếu là tượng bà chân này. Tượng bà chân này cánh ra sẽ được những phần thưởng như sau đó. Sử dụng chân thành thưởng thêm kinh nghiệm. Là hắn trận là thiết là hắn thị tinh tinh hồng người ta mít. Rồi thuộc tính bình viễn tiêm bảo lộ bách và rương phúc duyên quá tử hết. Rồi mấy cái đu tốt này xong. Đó là event tiền vạn nè. Rồi trang bị kim phong 5 ngày mấy cái này vứt sốt rồi. Rồi đô tốt băng hồi, đô tốt cá nhân. Rồi đến cái event show nè em. Gió hoa hạnh phúc nè. Thì sẽ được mảnh bông tiêu nè. Mùa này có đặc biệt có thêm là mảnh bông tiêu nè. Đó, từ 1 đến 8. Rồi phi dân chiếu dạo, sẽ thối thì cũ rồi, quen quá rồi. Là bài hồng ảnh sẽ mở ra được một số đồ như sau. Đó, mà hồng ảnh kêu 100 vàng bằng lỡ bao tự chọn. Anh tự chọn 10 ngày. Hồng ảnh 100 vàng bằng lỡ chọn 10 ngày. À này đến anh bó hồng anh em, anh bó hồng thì sẽ được phần thưởng như là bó anh cái này sẽ được bó hồng à. Cái này thì nó cũng giống như anh đốt pháo ở Giang Thông Thôn đó, nó sẽ hưởng kinh nghiệm tương đối từ 5 đến 10 triệu một lần thả bó hồng. Rồi hình xuôi sẽ ra là chiến mã phi dân xích tố chiếu dạ phụng nghiệt cống nghiệt, nói chung là tương đối như kia này không biết gì. Rồi ở lần này là tượng bà chân nè, tượng bà chân thì sẽ được anh 50 tượng bà chân mặc định là kinh nghiệm rồi, với lại một số phẩm kháng tất cả, rồi ngựa, đá mắt sáng, nhõng vàng, nhõng bạc là kỹ năng tiềm năng. Rồi dáng sơ bào là phi phong kỹ năng, kim cương bào phi phong kháng tất cả, bát bảo rương tiếng là hán thì tinh tinh hồng. Rồi boss đặc biệt bất thường. Rồi vé số lệnh bà thường. Đô tốc cá nhân băng hội. Rồi anh em cái nhẫn này tiềm năng và kỹ năng này, đó, tiềm năng kỹ năng. Rồi ok. Mặt nạ thì tinh tinh hồng. Ok, nó tương đối như vậy thôi mà. Vòng sáng này, vòng sáng màu xanh. Rồi ok. Ngẫu nhiên của cái loại bảo rương này sẽ được random một bộ trang bị hiệp cốt này mà. Gơ chưa? Nếu như cái rương này ngẫu nhiên các trang bị sẽ có thì lỡ có hay không, sẽ được mở ra một bộ trang bị nhu tinh hàng hiệp cốt định quốc và một trang bị ăn ban luôn. Gơ cho mùa này có thêm cái chỗ này nè mày. Mở được cả bộ luôn nha nam. Hên xui được cả bộ luôn. Vãi chưởng chưa? Đó anh em thấy chưa? Được cả bộ luôn. Mà biết được không? Lỡ bài bị kiếp càng khôn bảo rương hiệp cốt nhu tình bà tiểu thành bị kiếp thể chuyển giới. Rồi ok, khui anh em ơi, khui. Hello này mới vô nha, hello mọi người nha. Server này chưa đủ bộ ăn ban anh em ơi, khui anh em ơi, khui. Úp cấp 109 tầm này chắc anh Vân này được 15 tỷ chắc úp khoảng úp khoảng 110. Rồi anh tiền vạn, anh tiền vạn này chỉ úp gần 111 hoặc là 111 một viên thủy tinh. Quá tử thủy tinh. Này là thủy tinh dư lúc nãy nè. À thủy tinh thời hạn lúc nãy nè. Lúc này anh Vân này được gì không em ơi? Với 11 kim, 11 kim anh Vân tiền sông này thử thu được gì nha. 11 kim. Họ đại lực một là bài đặc biệt. Phi tốc là bao. Tối nay thông báo với anh em là tối nay tiếp tục bem lên bài boss nha anh em. Tối nay bem lên bài tiếp tục cho anh em xem nha. Mảnh xích thố 4. Mảnh phi dòng 1. Dòng 1 nè. Đây đó. Mực nạ may mắn. Mực nạ may mắn quá trời. Chọc rương rồi. Gì đây? Phi dòng 1. Ui. Ủa? Sao tuấn 2 nó bị hai con phi dòng 1 luôn phải chứ? Rồi hết 500 cái này mà hết 500 cái mà cảm giác chưa có gì luôn. Khai chiến dịch rồi qua cho con Nga My một số đồ đỡ chặt rương à.
cho nó chống rương nè. Tính ra hơn 500 cái rồi mà chưa có gì gọi giá trị luôn em ơi. Đủ tưởng phi dân 8 rồi có vài triệu rồi. Phi dân 1 thì bỏ qua một bên. Đại lực phi tốc này vứt sốt qua một bên để cho nó khỏi chọc rừng. Bay máy dân thị tinh thời hạn vứt luôn. Phi tốc L3 bỏ luôn. Tiếng thủ lỗ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mà tiếng thủ lỗ. Mấy mặt nạ. Bỏ mặt nạ bớt luôn. 5 cái mặt nạ. 6 cái mặt nạ, 7 cái mặt nạ, vãi chứ. Phi dân 1, 2 cái. Rồi, thế là khui. Tiếp theo nè mày. Mình phải cho anh em xem thử cái gì. Hello người thắng nghiện em ơi. Mảnh bông tiêu anh em ơi, mảnh bông tiêu này về bờ anh em ơi. Tầm này cố gắng tìm mảnh bông tiêu 2 là mảnh hiếm nha nè. Mảnh bông tiêu 2 sẽ có hơn chục chai cho anh em xem anh em ơi. Nếu ra mảnh bông tiêu 2 nha. Tiêu 2 đâu. Úp 110. Vẫn một lần bài bất thường. Trời ơi, toàn tiền thổ lộ nè mày. Tiền thổ lộ. Rồi, ui, rồi xong, toàn. Cái này chưa thấy một cái gì luôn em ơi. Tiếp tục là mảnh ngựa này nó cái dịch qua. Rồi được vài diện bình tiền thổ lộ à. 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13. 13 bình tiền thổ lộ. Trồn mặt nạ quá trời. Mặt nạ may mắn nè. Đại lực phi tốc này đỡ đánh công thành cho anh em. Được, sẽ tố 4, phi dân 1. Tính ra anh cả mớ mà được đúng 3 lần bài boss nè. 2 lần bài bất thường, 1 lần bài đặc biệt. Mùa này tính ra lần bài boss ít dữ người ta. Thêm má nữa nè. 4 bình quá tiểu đại. Cái này không ăn thua rồi. Thị tinh. Thị tinh 3 viên, 4 viên thị tinh. Đúng là server này 110 là học được bí kíp nha nè. 110 học được bí kíp nha nè. Rồi tiếp theo. Ui, còn 60 cái cuối cùng. Với 11 kim vẫn chưa gì nữa mày. Nguyễn Phi nha. Ok anh em ơi. 60 cái cuối cùng. Không tiêu 2 đâu. Vẫn chưa mạnh. Ôi, lo thêm được một cái thương, một cái đặc biệt nữa. Hơn được vài cái đường thông sắp mạnh nè. Vé số này nó các kiểu. Mở vé số này. Rồi, một cái cuối cùng anh em ơi. Giao dịch tiếp qua này. Ôi, chọc rừng này. Thầy cắt bớt mấy bình này. Trời, nó ra tiền thổ lộ quá trời luôn nè. 15 bình tiền thổ lộ. Tính ra 15 bình tiền thổ lộ tầm khoảng tầm 200 xu nè. 200 xu. Còn lại toàn gì đâu không nhỉ. 20 xu rồi, sớm mình quá tủ đại á. Sớm quá tủ đại khoảng tầm 60 xu nữa là được 8 xu. 8 xu. Rồi cái này 20 xu được 1k. 1k rồi là gì nữa. 4 viên thịt tinh nữa, 4 viên thịt tinh được 200 xu là 1k2 á. 1k2 xu rồi. 1k2 xu là bài hồng ảnh này 100 xu một cái á, 1k4. 1k4. 1k4 rồi. Rồi sắp mặt rồi. 1k4 được hai cái đặc biệt. Hai cái đặc biệt khoảng 1k2 nữa là 2k6. 2k6 cái thường này khoảng 100 xu. Thu được 2k9 rồi nè em à. 2k9 xu rồi. Hello Mai Ngọc Quang nha. Đâu. Mới cái 2k9 còn 3 kim thôi nè em ơi. Rồi này còn lại bao nhiêu đây. Đủ có 3 cái 3 chân à. Ít nhỉ. 30 ô. Cái mấy cái này. Cái bỏ cái này vô. Tính ra mới thu được 2k9 thôi nè em ơi. 2k9 rồi. 2k9 với 2 viên thị tinh này nữa là được 3 kim. Mới được 3 kim thôi. Rồi một càng khôn được 1 kim là 4 kim. 4 kim. Mặt nạ may mắn nữa. Một set hồng ảnh. Set hồng ảnh 13 cũng được 1,5 kim nữa nè. Được ngon. Đang cần luôn nè. Mình có đang set 10 thôi. Để giao dịch set 10 cho anh em ơi đi. Cầm set 46 cũng được luôn. 13 là 52 chứ. Set 52 chứ. Anh em. Đừng set hồng ảnh 1 tháng nè. Ngon luôn. 13. Set 13. Giờ chiều 11. 26. 52. Set 52. Này cho anh em ơi cái set này. Cho anh em ơi set Sida.
Ngày mười chưa có. Hôm qua mua 2 bộ mà lượm được 1 bộ, thứ 5 bộ. Được cái kháng tính kháng cảnh năm mà cũng được. Kháng tính kháng cảnh năm được 200, 300 xu nữa, được gần 4 kim anh em ơi. Còn một mở ra lửa bao ăn ban thì lại ngon lắm. Có đâu mà ra ngon vậy, hên xui em ơi. Rồi, ok. Còn như rồi đây, thu được khoảng 550 cá nhân nữa, 4 kim rưỡi. Tương đương 4 kim rưỡi hả? 4 kim rưỡi, hết rồi. Cái cá này, 4 kim rưỡi. Em dịch cái này cho anh Thiên nghe mày, 200 xin lực. Rồi, tiếp tục anh Evan Thiền Vạn anh em ơi. À quên, còn cái ông này nè. Không có một cuốn kỹ năng tiềm năng luôn em ơi, không có một nhân kỹ năng tiềm năng luôn. Cuốn này ít dữ ta. Ít gỡ gốm luôn. Rồi nè, giờ đầu đến tượng bài chân nè. Nó vào rồi hả? Rồi, được một nhẫn tiềm năng. Một nhẫn thu được 500 xu. 5 kim rồi. Tinh hồng. Tiếp tục có 33 cá ít gỡ luôn nè. Tinh hồng. Chú, tầng phù. Nhẫn đâu? Nhẫn kỹ năng tiềm năng ngay. Chú, chả quá trời. Chú, mùa này có 33 cá thôi mày. Một nhẫn tính ra thu được 5 kim rưỡi nè. Nếu nào bán hết ra thu được 5 kim rưỡi. Rồi nhẫn này cắn luôn nữa làm gì. 5 điểm tiềm năng. Rồi lên được 2 cấp. Cắn được 5 điểm tiềm năng. Bao lâu hán này. 1, 2, 3 6 bao được 500 xu nữa đây. Là được 6 kim. Thu được 6 kim anh em ơi. Một viên tinh hồng thời hạn nữa. Ok, tới này có lên đảo. Ở dưới ít. Rồi ok. Nói chung là Evan Show này khả năng được gần 6 kim anh em ơi. Không lời cũng không lỗ, nói chung là bỏ ra khoảng 10 kim hơn. Thu lại 6 kim thì lỗ 4 kim nè. Lỗ 4 kim mà thu lại được 15 tỷ kinh nghiệm. Tại vì mùa này tinh hồng với lại thì tinh nó rẻ quá anh em ơi. Đâm ra là lỗ nè. Tại vì có 50 xu một cục à, gọi là lỗ nè. Chứ nếu hồi xưa là 300 xu này nọ thì cũng không lỗ nhiều đâu. Hôm này nó rẻ quá rẻ. Đâm ra thành lỗ luôn. Ok. Được hãy bỏ bớt mấy cái này ra. Chô, mặt nạ bên Ngami này. Mấy cái mặt nạ thì thiệt sự bán 20-30 xu quá trời, không được tính luôn nè. Mặt nạ thì khoảng mười mấy hay một cái mặt nạ luôn đó. Bán cho được 300-400 xu. Giống là tổng thở thu cũng được 6 kim à, chắc là bờ chọc chọc rương. Xong anh Vinh Vạn đốt cốc luôn. Tiếc là hắn đợi mai cắn nè. Chung bán này đỡ ra cũng cắn thôi nè, không có bán làm gì đâu. Chô, thân anh phụ 1 tháng 25, quá trời quá đó. Quá trời cái 1 tháng luôn. Được cái thổ đi phù. Không có thổ phù luôn. Đang còn thổ phù, không có cái nào luôn nè. Rồi, bây giờ tiếp tục anh Evan Thiền Vạn nè. Up tiếp tục Evan Thiền Vạn nè em ơi. Up tiếp tục Evan Thiền Vạn, chắc lên cấp cho 11 nè em ơi. Chắc lên cấp cho 11. Rồi Evan Thiền Vạn thì thực sự lấy kinh nghiệm 5 tỷ thôi. Chứ cũng không có đồ gì. Kim qua, kim phong chắc cũng bán sốt. Hết 20 kim này chủ yếu là kinh nghiệm chủ yếu nè. Như là cá nhân ban hồi đó nạp thôi. Này tiền vạn nè. Bó hoa hồng, giỏ hoa hồng thường. Chân thành gì đây. Được mấy cái tượng bà chân chất nè. Tới là nước lấy kinh nghiệm tiếp. Ấm cho 11 à. Đúng rồi, anh nhiều yêu vịnh quá. Nên là máy duyên thì tinh hồng này nó rất giá nè. Không còn như cũ nè. Những lần đầu tiên khá là ngon. Ai bên này khá là rẻ nghiện Đức Vịnh ơi. Khoảng tầm 1 đến 3 triệu là có tầm chung chơi rồi nè. Rồi 43 cái. Trời, anh gặp mới được 1.000 máy cá nhân. Rồi, cái 43 cái này lấy kinh nghiệm nữa nè. Này chỉ biết lấy kinh nghiệm nè. Tinh hồng nữa nè. Tinh hồng, từ từ. Tiếp là hán. Rồi là hán nữa. Rồi hai viên tinh hồng. Rồi ok. Mỗi vần này thì thực sự là anh hết 20 kim nè. 20 kim thì thu lại khoảng tầm 6 kim hơn. Với lại lên được khoảng 1 cấp, 2 cấp rưỡi, 2 đến 3 cấp rưỡi. Bỏ mấy này vô rồi. Rồi ok rồi đấy. Đua top bang nè. Đua top bang quá trời nè. Bang quá trời. Tinh hồng thì nó chắc đỡ qua. Còn ngày mì này thì tí tính sao dọn rương đi hoạt động cái nè mày. Rồi ok nè mày. Và như là vừa rồi Khánh Nghĩa Bình đã xong rồi nè mày. Chỉ thu được hơn
3 cấp nè. Thực sự là thu được hơn 3 cấp kinh nghiệm. Và bây giờ với cấp này là 8 tỷ kinh nghiệm thì thực sự tầm 8 tỷ này thì liền rất là lâu lên cấp nè. Chỉ là chờ đợi cứ hàng tháng là up event để muốn lên cấp nổi thôi nè. Thực sự rất là khó. Thiện tinh này thật rồi quá. Bỏ qua, bỏ qua. 2, 4, 6, 8. Chỗ còn 8 ô à. Phi tóc là lực bỏ qua. Mình thấy quýnh, quýnh bó. Càng khôn. Rồi. Rồi ok anh em ơi. Đó, sau khi anh em mình xong thì up được 3 cấp nha anh em. Gần 112 luôn. Khi nào F120 tầm này tìm bí kíp chua lắm anh em ơi. Để tìm được bí kíp tính sau nha mọi người. Ok, lên hoạt động anh em một chút nha anh em. Đó, sau khi up cố gắng up event thì sẽ lên được 3 cấp hơn nha anh em. Bây giờ coi tầm này dư điểm anh em ơi. Đồng bông dư điểm hoàn toàn dư luôn. Cái này cứ tăng vào đi, tới tính sau. Đó. Rồi, lực tay 7 cân 5 anh em. Hiện tại là với 3 cái năng vẫn có nè. Phi phong với lại càng khôn hai cấp trên đầu, nó lại này đang ba cái năng cũng có, lực tay khai khá là nhiều. Đây lưng Khải mới tháo rồi, tí nữa Khải sẽ lên đảo một set đồ khác cho anh em xem nha. Rồi ok anh em, đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ